Hello, đồ cao Nhật Bản xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em xin phép lên Lukina xuống Nhật size 4.000, đồng giá cho anh em là 200k. Máy bán ra chưa bao gồm phí ship là khoảng 35.000 đến một đơn hàng, còn ship chậm là 25 đến 30.000. Rồi em xin phép lên máy. Anh em nhớ kết bạn Zalo em nha, số điện thoại 0794559193. Rồi, xin phép đây. Rồi, mã một là một con China xuất nhập, tất cả là China xuất nhập nha. Con này là của thằng Viris China xuất nhập. Gradio là 4.8, cước số 4 vào được 180 m, thì con này phải tương đương với size khoảng 5.000 nha, chứ không phải 4.000 nữa. Rồi, con này mã một mua pin sống đổ tay trái phải, máy thì mượt rồi, tiếng mua pin dòng này cũng lì. Rồi, mã một mượt băng luôn, anh em công ngâm lăn xe gì đều được hết. Mã một giá 200k, anh em xem ngoại hình của máy, máy rất đẹp. Rồi, bộ nhông máy này rất chắc chắn nha, anh em cẩu cá vô tư. Mã một, tiếp tục mã số 2 là một con China xuất nhập size theo máy 4.000. Cước số 5 vào được là 145 m, cước số 6 vào được 110 m. Mô vi sóng đổ tay trái phải 0.40 vào được 110 m. Mô vi sóng đổ tay trái phải nhà dòng này luôn relap thì cực sướng luôn, máy hơi bị mới luôn. Anh em nhìn nè, máy rất đẹp. Rồi, con này mã số 2, size 4.000, Gatio là 5.2. Gatio 5.2 size 4.000, giá con này là 200k, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng là một con size Birik nè, spin nè. Size theo máy là 5.000, cước số 4 vào được 180 m, cước số 5 vào được 130 m. Mô pin sống đổ tay trái phải, máy hoạt động êm mượt. Cái thật cho anh em công ngâm lăn xe đánh lục đồ cạc. Rồi, hôm nay sale sập sàn cho anh em nha, sale sập sàn luôn. Rồi, con này size 5.000 cũng giá 200k, mã số 3, mô pin sống đổ tay trái phải nha. Tiếp tục mã số 4, rồi lướt lướt nhanh 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 em xem. Rồi, mã số 4, con này khá ngon này, size thương máy 2.500, chạy 3 vạc đạn, Gatio 4.9, cước số 4 vào được 110 máy, tương đương size 4.000, size thương máy 2.000, size thực 4.000. Em này mà đem lưu rê lắp nháy thật thì thôi khỏi phải nói, dòng này là lô này là máy rất chắc chắn nha anh em, chắc chắn anh em câu thoải mái. Rồi, con này mã số 4, mã số 4 đây, rồi. Con này mã số 4, Gatio 4.9, cước số 4 vào được 110 m, cước số 3 vào 150 m. Lưu rê lắp thì thôi khỏi nói luôn, cầu ngâm răng xe gì đều được hết. Rồi, con này mã số 4, giá con này là 200k. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là nầu đồng cấu đá. Nầu đồng cấu đá dòng này là dòng siêu bày nha, siêu cẩu. Dòng này là tay quay bằng cơ, Gatio là 4.3, cước số 4 vào được 110 m, cước số 5 vào được 100 m. Mô pin sống đổ tay trái phải, đấy, máy rất đẹp nha. Dòng này là nầu đồng cấu đá, nầu đồng cấu đá mã số 5. Mã số 5 là Gatio là 4.3 này, cước số 4 vào được 110 m. Anh em xem ngoại hình của máy, máy hơi bị đẹp luôn. Rồi,
Thằng này là của thằng Suzumi xuất nhập mã số 4, mã số 5, mã số 6, mã số 6 này. Mã số 6 là một con máy lông cát 2 ngà, cước số 4 vào được 120m, mô pin sóng độ tay trái phải. Rồi, lông cát 4 ngà nha. Mô pin sóng độ tay trái phải. Con này thì máy hơi nặng, em chưa, nhưng mà về tới tay anh em là M1. Rồi, con này mã số số 6. Mã số 6 giá con này là 200k. Mã số 6 200k. Mô vi sóng đủ tay trái phải một thứ. Con này hoạt động chưa tốt lắm. Mã 6, tiếp tục mã số 7. Số 7 là một con máy xay theo máy 4000, mô vi sóng đủ tay trái phải, loại này anh em câu ngâm lăn xe là cực sướng luôn. Mô vi sóng đủ tay trái phải. Gạt cước ok. Rồi, con này mã 7, xay theo máy 4000, Gatio là 5.2, cước số 5 vào được 115m, mô pin sóng đổ tay trái phải, ngoại hình của máy. Rồi, con này cũng giá 200k, 200k xay 4000, 200k xay theo máy 4000, xay thực 4000 luôn. Mã số 7, tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một con máy phun carbon, loại này là China đời cao nha. Rồi có mình con này là đời cổ này, đời cổ nâu đồng cổ đá này. Rồi con này là China đời cổ, cước số 4, cước số 5 vào được 140m, cước xay theo máy 3000, xay thật 4000 nha. Mô pin sóng đổ tay trái phải, loại này là nâu đồng cổ đá. Rồi con này mã số 8, anh em xem ngoại hình. Mã 8 giá là 200k, 200k. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 nè. Một con này là xay theo máy là 3000. Gatio là 5.2, cước số 4 vào được 125m. Con này tương đương với xay thật 4000. Tích hợp cho anh em lure là nháy thật, nháy giả gì đều được hết. Mô pin sóng đổ tay trái phải, Gatio 5.2. Máy hoạt động tốt. Máy này khá đẹp nha. Dòng này khá đẹp nè. Rồi máy khá đẹp luôn. Em xem ngoại hình của máy, máy quá đẹp. Rồi, con này mã số 9, mã số 9 giá con này là 200k, mã 9 200k, mô pin sóng đủ tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết, chặn trả cước kia là ok hết. Rồi mã 9, tiếp tục mã 10. Mã 10 cũng nâu đồng cấu đá, mô pin sóng đủ tay trái phải, dòng này anh em cẩu cá, còn ngâm lân xe gì đều tốt hết nè. Mô pin sóng đủ tay trái phải của thằng Suzumi, mọi thứ hoạt động tốt hết. Máy chắc chắn, tay quay bằng cơ. Rồi con hai mã 10, xay theo máy là cước số 4 vào được 130m, cước số 5 vào được 120m, Gatio là 4.3. Rồi con này xay theo máy 4000, xay thật 4000 luôn. Giá con này cũng 200k, 200k. Con này mã số 9, mã số 9 200k, xay 4000. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một con nếp, một sản phẩm của thằng Suzumi, không, của thằng Pro Promax, mô pin sóng đổ tay trái phải, máy hoạt động tốt, dòng này anh em lưu rê lóc ngâm lăn xe gì đều được hết. Độ này anh em đánh bao giờ cho nó hư, độ bền không, máy rất chắc chắn luôn. Cước số 4 vào được 180 đâu, cước số 5 vào được 190m, con này phải tương đương với size 4.500 5.000 á. Rồi giá con này cũng để anh em 200k luôn, 200k, 200k mua viên sóng. Anh em nhanh tay nha, không thấy cách. Rồi hôm nay em xe sập sàn luôn. 2, 4, 6, 8, 10. Mã 11,
Tiếp tục mã 12, nầu đồng cấu đá. 12 nầu đồng cấu đá này. Dòng này anh em cậu cá thì cực sướng luôn, anh em biết nha. Nầu đồng cấu đá Suzumi, cước số 5 vào được 90m, cước số 4 vào được 100m, Gatio là 4.3, mô bi sóng đủ tay tới phải của thằng Suzumi. Rồi, con này mã 12, mô bi sóng đủ tay tới phải nha, mọi thứ hoạt động tốt hết, còn khá mới luôn. Tầm giá 200k, máy, tất cả mấy máy này là anh em về câu là dễ gì nó hư. Rồi, em xin bảo nhầm một con này là của thằng Thái xuất Nhật này, Capita này, con này sai theo máy 4.000, mô bi sóng đủ tay tới phải, cước số 4 vào được 130m, sai theo máy 4.000, sai thật 4.000 luôn, sai theo máy 4.000, sai thật 4.000 luôn. Rồi con này con Thái xuất Nhật nè, Thái xuất Nhật mà lỡ bỏ vào đây rồi nên để anh em giá luôn 300k, 300k nha, em đồng giá 12 con kia là 200k cho anh em nha. Rồi con này Thái xuất Nhật, máy mới lồng lanh luôn. Rồi để anh em con này 300k thôi. Em lên tạm 13 con máy nó về cho anh em cả. Anh em nhớ liên hệ qua Zalo em nha. Thường thường chốt đơn bên Zalo thôi nha, 079. Số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em là buổi tối vui vẻ, câu liên được nhiều cá. Anh em thích thì nhớ đăng ký kênh của em nha.